tình yêu đây. Sáng hôm nay, tôi và cậu bạn thân thiết nhất của mình đã xì vào nhau một trận thậm tệ. Hãy kéo ghế, ngồi xuống trước màn hình và thư giãn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện vì sao chúng tôi lại cãi nhau thậm tệ như vậy. Tôi và cậu bạn thân thiết nhất của mình không thường cãi nhau, nhưng chúng tôi vẫn xảy ra xích mích. Và buổi sáng hôm nay thì chúng tôi đã dành cho nhau những lời lẽ cay độc, độc địa nhất. Một điều kỳ lạ, và đây là một điều vô cùng kỳ lạ. Bạn có biết rằng tới 80% những lời nói cay độc nhất của bạn, tôi đang nói tới bạn đấy, là dành cho những người thân yêu nhất của bạn. Đó là bố mẹ của bạn, vợ, chồng, bạn trai, bạn gái, hay thậm chí là những người bạn thân thiết nhất của bạn. Tại sao lại như vậy? Tôi sẽ nói cho bạn nghe điều bí mật này. Trong vô thức, bạn biết rằng những người thân yêu nhất của bạn sẽ không dễ dàng rời bỏ bạn. Nếu như bạn cãi nhau với sếp của mình và sỉ nhục ông ta, buổi sáng hôm sau, bạn sẽ cầm ba lô của mình đứng ở ngoài đường. Nếu bạn cãi nhau với một người bạn không thân của mình, biết rằng ngày hôm sau bạn sẽ không nhìn mặt bạn nữa. Bạn cãi nhau với một người lạ ở ngoài đường thì có thể ngày hôm sau bạn sẽ ở trên bệnh viện bạch mai khoa hồi sức cấp cứu. Nhưng nếu như bạn nói hỗn với bố mẹ của mình thì bố mẹ có dễ dàng từ con không? Nếu như bạn nói những lời cay độc với người chồng, người vợ hay bạn trai bạn gái của mình thì họ có dễ dàng rời bỏ bạn hay không? Tôi muốn bạn hãy tưởng tượng lại lần cuối cùng mà bạn có một trận cãi nhau nảy lửa với một ai đó. Hãy nhớ lại đi. Tôi chắc chắn rằng lần cãi nhau đó là với một trong những người thân yêu của bạn. Vậy tại sao chúng ta lại có xu hướng cãi nhau hay làm tổn thương những người mà chúng ta yêu quý? Lý do thứ hai, bạn muốn biết chứ? Khi cãi nhau, bản chất của con người luôn muốn được chiến thắng. Nếu bạn cãi nhau với một người lạ ở ngoài đường, bạn không biết họ nghĩ gì, họ muốn gì, và bạn không biết điều gì có thể làm cho họ thấy tổn thương sâu sắc. Nhưng với một người thân yêu của bạn, với bố mẹ bạn, với vợ, với chồng hay bạn trai, bạn gái của bạn, bạn biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của họ. Bạn biết rõ nói gì có thể làm cho họ phát điên. Bạn biết rõ nói gì có thể khiến cho họ tổn thương sâu sắc. Và như vậy, bạn dễ dàng giành chiến thắng trong trò chơi cãi nhau nếu bạn lựa chọn cãi nhau với một người thân yêu, người bạn đã biết. Và như thế thì vòng luân hồi cứ tiếp tục. 80% những lời nói cay độc nhất của bạn tiếp tục dành cho những người thân yêu. Lời nói có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nó có thể gây ra một cuộc chiến tranh. Nó có thể chấm dứt tình yêu đẹp. Nhưng nó cũng có thể khiến cho một người trở nên hạnh phúc. Nó cũng có thể giúp cho những người thân của bạn luôn cảm thấy bình yên. Từ sự bình yên tỏa ra từ chính bản thân bạn. Bởi vì bạn đang xem clip này, bạn hiểu hai điều. Lý do mà bạn hay nói những lời tiêu cực với những người thân yêu của mình. Thứ nhất, bởi vì bạn biết rằng họ không dễ dàng rời bỏ bạn. Lý do thứ hai là bởi vì biết cách dễ dàng làm tổn thương họ. Bạn đã xem clip số 1 này thì chắc chắn bạn phải xem clip số 2 của tôi mang tên là Phản Lực. Clip này sẽ giúp cho các bạn luôn chủ động giữ gìn được sự bình tĩnh, có được sự bình an trong tâm hồn và từ đó lan tỏa được tình yêu tới những người thân yêu của bạn. Hãy subscribe ngay ở dưới này để theo dõi những chia sẻ của Mai Tình Yêu. Cảm ơn bạn.